trong granola tươi lạc lạc có bao nhiêu phần trăm yến mạch mà giá của nó lại lên tới tận 355 cành. Bình thường khi các bạn đi mua các granola ở ngoài siêu thị và rất nhiều các bạn khác ở trên TikTok này thôi sẽ thấy phần trăm yến mạch thường chiếm khoảng từ 50%, 60%, và mình đã từng ăn có những loại granola mình đặt về một hộp như này thì khoảng 2/3 hộp là yến mạch, và cuối cùng mình sẽ là đứa nhặt hết tất cả các hạt ở bên trên ăn chán ăn chê đi, còn lại những hạt ở bên dưới là mình đem mình dục mình vứt đi, hoặc là mình phải nấu cháo cho con nhà mình thì mới hết được. Thực sự yến mạch đúng là rất tốt cho cơ thể và đặc biệt là rất là tốt cho vai trò giảm cân. Nhưng nếu như mà bắt mình ăn yến mạch quá nhiều thì mình rất ghét, đặc biệt nếu yến mạch mà mang ra trộn với sữa chua thứ thì còn dễ ăn, còn nếu mà ngồi bốc như thế này để ăn thì thực sự không thể nuốt nổi yến mạch luôn, bởi vì dù có cố gắng sấy như nào thì vị yến mạch nó vẫn có một cái vị hơi dai dai rồi chả có cái mùi vị gì rõ ràng hết, nó giống mình hay gọi là giống là tám con heo ấy, có nghĩa là gì, nó lách nhách như thế thôi, còn nó chả có vị ngon gì hết, ăn giảm cân thì được. Nên trong granola tươi của Đà Lạt đã tối ưu được cái đấy, thành phần của nó chỉ có chưa tới 2% yến mạch, có nghĩa là các bạn mua về các bạn mọ ở dưới đây mọ mãi cũng chả thấy yến mạch luôn. Cái này xuất phát từ chính bản thân mình đấy nhá, thì mình ghét ăn yến mạch nên khi mình yêu cầu sản xuất granola thì mình cũng muốn sản xuất một cái loại nào thực sự ít yến mạch để mình ăn mọi người nha. Và mình cũng biết tâm lý của các bạn là không thích yến mạch nên trong granola tươi là siêu ít yến mạch là có lý do đó nha mọi người.